Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết Hiệu ứng lãi kép của tác giả Simpleman nha. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn một hiệu ứng rất thú vị, đó là hiệu ứng về lãi kép. Nhưng trước hết, hãy bắt đầu một ví dụ thú vị sau đây. Giả sử bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn 1 là dành ra 30 phút mỗi ngày, đều đặn và liên tục làm một công việc A và đảm bảo rằng bạn phải nâng cấp kỹ năng và kiến thức thường xuyên cho công việc A ấy. Mức lương bạn nhận được là 10k trên tuần, nhưng với lãi suất thưởng thêm là 10% mỗi tuần. Lựa chọn thứ hai là một công việc B, nhưng bạn không cần làm đều đặn mỗi ngày, không cần nâng cấp kỹ năng và kiến thức, bạn làm lúc nào cũng được, miễn sao chia trung bình ra 30 phút trên ngày là được. Cứ sử dụng những gì bạn đã có là được rồi. Mức lương bạn nhận được là 5 triệu trên tháng, nhưng không kèm theo lãi suất thưởng thêm. Khoan hãy đọc tiếp, bạn hãy dành ra thử 5 giây để đưa ra quyết định hoặc tranh luận đối với người bạn của mình. Mình giả sử bạn chọn phương án 1, còn bạn của bạn chọn phương án 2. Hãy cùng xem kết quả. Sau 1 tháng, bạn chỉ kiếm được 136k, còn bạn của bạn được 5 triệu. Khá là tệ đúng không nào? Sau tháng thứ 2, bạn kiếm được 204k, còn bạn của bạn đã kiếm được 10 triệu. Mình cá là bạn bắt đầu hoang mang. Sau tháng thứ 3, bạn vẫn chỉ kiếm được 304k, còn bạn của bạn đã làm được 15 triệu. Wow, lúc này đây, có thể người bạn của bạn đang mỉm cười phấn khích, nhưng bạn vẫn kiên trì và nỗ lực. Và sau 1 năm trời cố gắng, bạn kiếm được 14.194.000, bạn của bạn đã dành dụng được 60 triệu. Lúc này, những người xung quanh đã tiếc thay cho bạn và trách bạn giá như ban đầu bạn nên chọn phương án 2 thì bây giờ đã khác. Nhưng bạn tin vào chính mình, bạn tin vào thành quả của sự nỗ lực, bạn tin rằng sự kiên trì và bền bỉ từng ngày mới là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công trong lâu dài. Bạn biết rằng bạn sẽ được trả giá xứng đáng. Và sau 17 tháng, bạn kiếm được xấp xỉ 78 triệu, gần bằng bạn của bạn là 85 triệu. Lúc này mọi người xung quanh lắc đầu ngao ngán, thật tội nghiệp cho bạn, mất những 17 tháng chỉ để gần bắt kịp người bạn của bạn, trong khi bạn của bạn đã ung dung hưởng thụ cuộc sống từ khi nào rồi. Thế nhưng bạn vẫn chưa bỏ cuộc, và mọi chuyện trở nên dần khác đi. Đến tháng thứ 20, bạn bắt đầu có được xấp xỉ 362 triệu, trong khi bạn của bạn chỉ có được 100 triệu. Cuối cùng, sau 2 năm ròng rã, bền bỉ, số tiền bạn có được xấp xỉ 2 tỷ, còn người bạn của bạn chỉ có được 120 triệu mà thôi. Và người bạn của bạn đó vẫn chưa biết tại sao lại như vậy. Đó chính là hiệu ứng lãi kép, hiệu ứng được giới thiệu từ doanh nhân Darren Hardy. Đây là bài toán có thật, những con số được tính trên công thức lãi kép trong link tác giả để trong bài. Bạn hãy tự mình kiểm tra lại. Mình lấy ví dụ này để minh họa cho việc bạn hãy kiên nhẫn, chăm chỉ, bền bỉ và cố gắng từng ngày một, rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng lớn cho sự cố gắng của mình. Bạn biết không, trong tiếng Anh, ordinary nghĩa là bình thường, và khi người ta thêm cho nó một từ là extra, ta sẽ gọi extraordinary, nghĩa là phi thường. Sự phi thường được tạo nên từ sự bình thường. Thật thú vị phải không? Bạn có thể không biết rằng những điều bình thường được làm đi làm lại, cố gắng và bền bỉ theo thời gian sẽ trở thành những điều phi thường. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta sống trong một nhịp sống rất nhanh, ai cũng muốn thấy được những kết quả nhanh, nào là thức ăn nhanh, hay những bộ phim dài tập bây giờ bạn cũng muốn xem nhanh trên Internet trong 1-2 ngày, hay là học tiếng Anh cấp tốc IELTS 7.0 trong 3 tháng, và còn vô số những cái nhanh khác. Điều này có thể vô tình khiến bạn có thói quen sống nhanh mà quên đi giá trị cốt lõi của bản thân và dễ bỏ cuộc vì không thấy được thành quả trước mắt. Bạn đi làm và thất vọng nhanh vì mình không gây ra tầm ảnh hưởng được như vị giám đốc của mình, trong khi bạn không nhận ra mình mới chỉ ở công ty được 5 tháng. Bạn học IELTS trong 3 tháng và thất vọng vì mình thi không được 7.0 như ý muốn, trong khi bạn không biết rằng những người được 7.0 họ đã nỗ lực từng ngày bền bỉ như thế nào, ròng rã suốt nhiều năm trời. Bạn muốn kiếm nhiều tiền như một vị giám đốc tài chính, nhưng lại không chịu bỏ ra từng ngày học tập và rèn luyện hàng chục năm để được như vậy. Điều mình muốn nhắn nhủ và nhấn mạnh ở đây là hãy đặt mục tiêu dài hạn, hãy xác định giá trị cốt lõi của bản thân, kiên nhẫn và bền bỉ theo đuổi nó từng ngày. Có một lần dạo quanh trên Spy Room, mình nhớ tác giả Zermers từng nói, để thuần thục một kỹ năng, nó mất đến hàng năm chứ không phải là vài tháng. Mình không biết Zermers là ai, nhưng mình đồng quan điểm với câu nói ấy. Hãy quay lại ví dụ bạn ấy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thất vọng và dừng lại sau 17 tháng? Sẽ rất khó thấy được thành quả to lớn trong tương lai, và hiệu ứng lãi kép chỉ xảy ra khi bạn cố gắng và kiên nhẫn trong một thời gian đủ lâu mà thôi. Bạn thấy đấy, kết quả sẽ không được thấy ngay trong tháng đầu, nhưng nó dần vút lên rất nhanh nếu bạn đủ kiên nhẫn và đợi chờ mà thôi. Nếu bạn vẫn còn tò mò về hiệu ứng này, hãy mạnh dạn đi hỏi những vận động viên nổi tiếng, những người bạn học giỏi ngoại ngữ của bạn, những người anh, người chị ở những vị trí cấp cao, có tầm ảnh hưởng và hỏi xem họ đã nỗ lực như thế nào và trong bao lâu để được như vị trí hiện tại. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.